Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày ngày hôm nay chúng tôi mới đến quý vị phần thông tin mới từ CDC. Đây là thông tin nội bộ và chưa được cho phổ biến công khai từ CDC. Thông tin tiết lộ cho biết rằng Delta, biến thể Delta là loại biến thể gây lây nhiễm nhanh, mạnh và dễ dàng không thua gì bệnh thủy đậu, tức là chickenpox. Và nếu nó lây nhiễm nhanh như vậy thì cái nguy cơ là càng ngày sẽ càng có thêm nhiều người bị nhiễm COVID-19. Dù cho quý vị đã có chích ngừa rồi cũng vẫn có thể bị lây nhiễm như thường. Thanh Tùng sẽ mang đến quý vị những thông tin mới vừa được cho biết từ CDC cũng như các chuyên gia y tế là biến thể Delta nó lây nhiễm nhanh ra sao. Lý do vì sao mà biến thể Delta lại lây nhiễm nhanh như vậy so với các biến thể trước và so với các loại coronavirus ban đầu? Thanh Tùng chỉ muốn chứng minh cho quý vị biết rằng là biến thể này nó lây lan nhanh gấp 10 lần, gấp 10 lần so với nhiều biến thể trước đó. Nó lây lan nhanh gấp 60% so với biến thể Alpha là biến thể đến từ Anh Quốc. Do đó, mình biết càng nhiều về biến thể Delta thì mình sẽ càng dễ phòng ngừa để tránh sự lây nhiễm cho chính bản thân mình, cho người thân của mình. Và đó là nội dung của tiết mục Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Cũng trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng sẽ mang đến quý vị phần tin vui. Tin vui đó là giữa lúc số trường hợp lây nhiễm Covid-19 tăng bởi biến thể Delta số trường hợp nhập viện COVID-19 tăng, số người chết thì chưa tăng nhưng nó đang bắt đầu có dấu hiệu trở nặng, thì tin cho biết tỷ lệ những người chịu đi chích ngừa COVID-19 cũng tăng. Tăng ở cái con số cao nhất trong những tuần lễ gần đây và tăng đặc biệt ở những khu vực đang bùng phát dịch bệnh. Tăng đặc biệt ở những tiểu bang mà tỷ lệ vaccine rất thấp. Và đó chính là tình vui. Cũng như một tin vui khác, đó là theo lời đề nghị của Tổng thống Joe Biden, ông khuyến khích chính quyền của các tiểu bang, chính quyền của địa phương là hãy tặng thưởng 100 đồng tiền mặt, 100 đồng tiền cash cho những ai bây giờ chịu đi chích ngừa COVID-19. Trước khi mà đến quý vị phần tin chi tiết, Thanh Tùng muốn giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San Primo San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phủ bếp và chạy bàn 408 277 0922. TN Karaoke có gì muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ muốn đổi máy hư thành máy mới, gọi anh Đoan Nguyễn 408 hoặc vào trang nhà TN Karaoke An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408-217-9496. Dù dịch bệnh tại Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp, công ty Ly gửi tiền và Ly gửi quà vẫn cố gắng phục vụ nhanh nhất để tiền và hàng hóa của quý vị đến kịp người thân của mình tại Sài Gòn cũng như 24 tỉnh thành. Với những khu vực đang bị phong tỏa, nhân viên giao tiền của công ty sẽ liên lạc người nhận để tìm mọi cách giao trong thời gian nhanh nhất. Công ty Ly gửi tiền lẻ, Ly gửi quà cho Ly Travel đang cần tuyển nhân viên nam và nữ biết sử dụng máy vi tính, làm việc toàn thời gian và bán thời gian. Mọi chi tiết xin lạc số điện thoại 408 528 6789 hoặc 408 270 6262. TNT Orchids trong khu thương xá Grand san Mall, San Jose với rất nhiều loại hoa lan tuyệt đẹp được chăm sóc bởi bàn tay của chủ nhân am tường về hoa lan. Có một nursery lớn với đủ loại cây ăn trái độc đáo 408 396 7773 hoặc 408 568 7367. Nhà hàng phở Life với món phở ngon độc đáo và nhiều món ăn khác bảo đảm hợp khẩu vị dù thực khách khó tính nhất. Nhà hàng phở Life 3533 Homestead Road, thành phố Santa Clara 408 551 0889. CDC tức cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo rằng biến thể Delta hiện đang lan tràn khắp nước Mỹ nó sẽ lây lan nhanh chóng không thua gì Chickenpox tức là loại bệnh thủy đậu và cái mức độ lây lan nhanh chóng như vậy nó sẽ khiến cho nhiều người bị bệnh nặng hơn Thưa quý vị, đây là một tài liệu được xem là tài liệu mật của CDC chưa được công bố nó còn tiết tiết lộ rằng biến thể delta dễ lây nhiễm hơn so với các bệnh cảm cúm thông thường. Nó sẽ dễ lây lan nhanh hơn là so với bệnh Spanish Flu, tức là bệnh cảm cúm Spanish là một cơn đại dịch đã từng xảy ra tại toàn thế giới cũng như nước Mỹ vào năm 1918. Nó cũng sẽ dễ lây lan hơn so với smallpox. Nó dễ lây lan hơn so với bệnh Ebola. Nó dễ lây lan hơn so với bệnh MERS vậy nó cũng dễ lây lan hơn so với bệnh sars. tức là nó dễ lây lan hơn rất nhiều các căn bệnh truyền nhiễm mà loài người đã biết từ trước cho đến nay. các chuyên chức y tế nói rằng những nhân vật mà chịu trách nhiệm từ liên bang cho tới tiểu bang cần phải có sự giao tiếp, sự giao lưu với quần chúng, với người dân để mang đến cho người dân hiểu là cái lợi như thế nào khi việc đi chích ngừa vaccine để ngừa COVID-19. Thưa quý vị, CDC cảnh báo các nhà lập pháp tại Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ rằng biến thể Delta đang lan tràn khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ chính là loại vaccine lây nhiễm không thua gì so với chickenpox là bệnh thủy đậu và thậm chí nó sẽ khiến cho nhiều người bị bệnh nặng hơn và kể cả những người đã có chích ngừa COVID-19 đầy đủ rồi biến thể Delta bây giờ đang lan tràn tại ít nhất là 132 quốc gia và đang là biến thể chính đang hoành hành ngay tại Hoa Kỳ. Nó lây lan nhanh hơn so với bất kỳ những căn bệnh truyền nhiễm nào mà loài người đã từng biết kể cả các loại bệnh cúm hay là cảm thông thường. Trong cái thông báo nội bộ đó của CDC có một câu như thế này mà rất đáng chú ý, quý vị để ý là các báo của Mỹ các báo lớn, các trang mạng lớn họ đều trích lại, họ đều code lại cái câu này The world has changed Có nghĩa là, là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đã thay đổi Nó thay đổi vì sự xuất hiện và vì cái tốc độ lây nhiễm khủng khiếp dữ dội của biến thể Delta Trên cuộc chiến chống COVID-19 bây giờ đã thay đổi rồi đó chính là câu gây rất nhiều quan ngại cho các chuyên gia y tế từ cấp liên bang cho đến tiểu bang. Thưa quý vị hiện bây giờ thì các viên chức y tế tại các uh, tiểu bang cũng như cấp liên bang hỏi rằng là bây giờ mình phải làm sao mang thông tin này đến cho quần chúng, đến cho người dân Mỹ họ biết và họ ý thức được cái lợi của việc đi chích ngừa covid 19 và điều khiến cho dân chúng phải hiểu cái lợi ích đó chính là các liều vaccine ngừa COVID-19. Nó làm giảm đi rủi ro mà quý vị bị nhập viện, Giảm đi rủi ro mà quý vị bị tử vong nếu chẳng may quý vị bị dính COVID-19. Giảm đi bao nhiêu? Giảm đi gấp 10 lần. Giảm đi gấp 10 lần rủi ro nhập viện và rủi ro tử vong Và giảm đi gấp 3 lần rủi ro mà quý vị bị dính bệnh. Ok. Qua đó thì mình mình sẽ thấy rằng là cái thông điệp mới của CDC này nó có thay đổi. Trước kia, quý vị nhớ CDC họ nói gì? Họ nói rằng là những ai đã có chích ngừa COVID-19 đầy đủ rồi thì rất khó để bị nhiễm COVID-19. Rất khó để lây nhiễm cho những người khác. Nếu quý vị đã chích ngừa rồi, nhưng tình hình bây giờ như Thanh Tùng vừa thưa, cuộc chiến đã thay đổi bởi vì sự xuất hiện nó quá là ác độc nó quá dữ dội nó quá hung hăng của biến thể delta cho nên bây giờ cho nên bây giờ quý vị ý thức lại mình cùng hiểu lại với nhau một điều vắc xin ngừa covid 19 đúng rất có hiệu quả nhưng nó đặc biệt có hiệu quả là nó ngăn không để cho mình bị bệnh nặng nặng đến độ phải vào bệnh viện nặng đến độ phải thở oxy nặng đến độ phải đi ra nghĩa trang nhưng nó không hoàn toàn bảo vệ mình một trăm phần trăm như trước đây khỏi bị nhiễm bệnh tức là ai đã có chích ngừa rồi vẫn có thể bị nhiễm bệnh dễ dàng hơn với biến thể delta nhưng nhiễm rồi thì rất khó để vào bệnh viện và không dễ để ra nghĩa trang đó là thông điệp mà cdc muốn mang đến cho tất cả mọi người thành ra nếu ai đó đang nói rằng là thôi chích ngừa lắm gì chích ngừa rồi cũng bị dính như thường dạ thưa còn nếu có gì không chích ngừa có gì dính dễ hơn người ta có gì dễ vô bệnh viện dễ vô nhà xác hơn chỉ có gì lựa chọn thôi Thanh Tùng sẽ trở lại với quý gì sau ít phút quảng cáo mà nếu quý gì thêm thông tin mà quý vị cần biết về biến thể Delta để tự bảo vệ cho mình. Quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời trò tới ngồi đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý vị đến phần 2 tiết mục Hot, uh, Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay. Và chương trình hôm nay chúng tôi đang tiếp tục giải thích với quý vị về cái lợi khi quý vị đi chích ngừa vaccine COVID-19 nó bảo vệ quý vị tới đâu Vì sao biến thể Delta nó lại lây nhiễm dữ dội như vậy, nó lây nhiễm khủng khiếp như vậy, nó lây nhiễm không thua gì với bệnh thủy đậu Tại sao vậy? Các chuyên gia họ giải thích rõ, nên nếu quý vị hiểu rõ đó, quý vị sẽ biết cách để tự bảo vệ cho mình Thông tin liên quan tới việc Tổng thống Joe Biden đề nghị tặng thưởng 100 đồng tiền mặt cho những ai bây giờ chịu đi chích ngừa COVID-19. Và tin mừng là có thêm người chịu đi chích ngừa COVID-19 rồi tỷ lệ đang tăng, tăng ở cái tốc độ cao nhất trong những tuần lễ vừa qua, đặc biệt là tại những tiểu bang nào đang bùng phát dịch bệnh. Trước khi mình đến quý vị phần tin chi tiết cho thân thuận giới thiệu với quý vị bảo trợ cho, Hot News giới thanh tùng vào giờ này, đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand Sanctuary San Jose, Chi đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638. Trung tâm thuế vụ hàng Lê Chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên, địa chỉ 621 Tully Road, San Jose, phòng A125 bên cạnh Hồng Minh Travel, 4082795843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craig Mall Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ diện Beauty Image San Jose với đường ngũ bác sĩ Hùng Hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Địa chỉ 979 Story Road Suite 7093 trong khu Việt Town San Jose. 510452-7297, Trung tâm Chẩn đoán và Điều trị Tiêm mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose 408-293-5900. Vắc-xin ngừa COVID-19 có thể bảo vệ cho quý vị hơn 90% để khỏi bị bệnh nặng. Tuy nhiên, nó lại kém hiệu quả hơn trong việc bảo vệ quý vị khỏi bị nhiễm COVID-19. Nói như vậy là quý vị đã có thể hiểu được, nó kém hiệu quả hơn để bảo vệ quý vị bị nhiễm. Nhưng khi bị nhiễm rồi thì nó lại hiệu quả hơn trong việc bảo vệ quý vị khỏi bị bệnh nặng. Đơn giản vậy thôi. nha Cho nên có vaccine vẫn hơn là không có. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này, các liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ giảm cái xác suất cái rủi ro bị tử vong lên tới 10 lần và nó giảm cái rủi ro bị bệnh nặng lên tới 10 lần và nó giảm rủi ro bị nhiễm bệnh lên tới 3 lần. Hiện bây giờ, quý vị thấy cả nước Mỹ có 162 triệu người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Nhưng chỉ có tổng cộng là 35.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mà có triệu chứng mà thôi là trong số những người đã có chích ngừa đó. Chỉ có 35 trường hợp trong số 162 triệu người đã chích ngừa đầy đủ trên toàn nước Mỹ bị dính COVID. Tức là chích ngừa rồi vẫn có thể dính COVID, nhưng con số đó rất thấp. Bây giờ có vị nào rảnh ngồi làm bài toán dùm cho Thanh Tùng? 162 triệu người chích ngừa, nhưng chỉ có 35.000 người trong số đó là bị nhiễm. Người ta gọi đó là những trường hợp breakthrough cases. Đó là những trường hợp bị chọc thủng phòng tuyến nhưng nếu rủi ro có bị dính đi nữa cũng không lo bị bệnh nặng, không lo bị tử vong, thưa quý vị, đó là lý do tại sao quý vị nên đi chích ngừa, cần đi chích ngừa và phải đi chích ngừa COVID-19. thêm vào đó, CDC cho biết rằng là 5.914 người đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ, phải nhập viện và tử vong vì COVID-19 cho tới ngày 19 tây tháng 7, tức là có luôn chích ngừa rồi vẫn có thể nhập viện, chích ngừa rồi vẫn có thể tử vong. Có, nhưng cái con số là mười bốn so với 162 triệu. Mình song phẳng với nhau về con số, mình song phẳng với nhau về dữ kiện, không che đậy, không che đậy. Có, chích ngừa rồi vẫn bị bệnh nặng như thường, chích ngừa rồi vẫn chết như thường. Do đó đa số là những trường hợp xâm lâm tuổi trở lên, đa số là những trường hợp có bệnh nền, tim, phổi, gan, béo phì, chích ngừa rồi mà dính Covid vẫn có thể vô bệnh viện, vẫn có thể ra nghĩa trang nhưng xác suất rất 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 thấp thưa quý vị, rất thấp để quý vị yên tâm khi nghe ai đó họ xuyên tạc. Thấy chưa? Chích ngừa chứ. Chích ngừa chứ cũng bị dính như thường, chích ngừa chứ cũng vô bệnh viện. Đó chích ngừa đó cũng ra nghĩa trang đó. Sự thật có, nhưng nó không phải là con số lớn nó là con số rất thấp và khoa học tuyệt đối không có 100% phần trăm khoa học tính bằng xác suất khoa học tính bằng phần trăm và bây giờ phần trăm chứng minh cho quý vị là rất thấp nhưng không phải là không có và đó là lý do mà cdc kêu gọi tất cả mọi người dù quý vị đã có chích ngừa covid mười chín hay chưa vẫn nên đeo khẩu trang trở lại khi có gì đến với những nơi có không gian khép kín đến với những nơi bên trong công cộng những nơi công cộng mà bên trong dù mình đã có đeo chích ngừa rồi hay chưa chích ngừa vẫn nên đeo khẩu trang bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người bảo vệ cho cộng đồng đó là lý do mà cdc đưa ra khuyến cáo mới tiểu bang cali ngay lập tức ngày hôm sau, 24 tiếng hồ sau, Kali cũng đã ra khuyến, khuyến cáo, kêu gọi tất cả mọi người dù chích ngừa rồi hay chưa, cũng nên đeo khẩu trang trở lại khi quý vị đến bên trong những không gian khép kín của những nơi công cộng. Có cái chữ mà quý vị nghe chúng em sử dụng, nhưng mà quý vị nghe không kỹ. Quý vị nghe không kỹ, tự quý vị hiểu lầm rồi quý vị bị bắt lỗi tụi em. Quý vị nhớ khi mà Thanh Tùng dùng chữ là CDC khuyến cáo, California khuyến cáo, chứ không bắt buộc. Khuyến cáo nó khác, bắt buộc nó khác. Khuyến cáo là thanh tùng dịch từ chữ recommend, khuyến cáo. Còn mandate mới là bắt buộc. Tụi em vẫn dùng chữ là khuyến cáo. Nhưng vì một số quý vị nghe không rõ. Quý vị nghe không rõ. Rồi quý vị quay trở lại, quý vị nói, trời ơi, khuyến cáo thôi, recommend thôi mà làm gì dữ vậy. Dạ, khuyến cáo là bước khởi đầu. Chừng nào tình hình không ổn người ta mới bắt buộc là mandate. Thì bản tin nói sao tôi em dịch như vậy? Là tại vì quý vị nghe chữ khuyến cáo. Quý vị nghe cái từ khuyến cáo mà đầu quý vị nghĩ tới chữ mandate. Nghĩ tới chữ bắt buộc. Khuyến cáo không phải là bắt buộc. Đúng không? Khuyến cáo là giai đoạn đầu trước khi bắt buộc xảy ra. Nên làm ơn nghe kỹ từ ngữ dùm cho tụi em. Trước khi bắt lỗi nha. Rồi. Còn bây giờ thưa giới quý vị là tại sao biến thể Delta nó lây, lại, lại nhiễm nhanh? Thì cái bản tin của CDC đó họ chứng minh cho biết rằng là thứ nhất nè, những người nào nhiễm biến thể Delta thì những người đó trong mũi và trong cổ họng của họ đó cái con biến thể Delta này số lượng của nó gấp 1.000 lần so với những người nhiễm các loại biến thể của COVID-19 trước kia. Gấp 1.000 lần so với các biến thể khác. Tức là nó nhiều hơn gấp 1.000 lần. Cho nên cái rủi ro lây nhiễm với nhau rất cao. Và điều thứ nhì, điều thứ nhì chính vì trong mũi, trong có họng mình có quá nhiều biến thể Delta. Cho nên cái người mà bị nhiễm á, quý vị, khi họ nói chuyện ra mà không có khẩu trang đó, thì lượng vi khuẩn của biến thể Delta nó bắn ra bên ngoài nó bắn ra bên ngoài cũng cao gấp 1.000 lần. Cho nên dù mình có đứng cách xa người bệnh 6 feet đi nữa, mình vẫn có thể bị nhiễm biến thể Delta như thường. Bây giờ số lượng nó quá nhiều. Cái con biến thể Delta này nè có gì? nó, 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 nó rất là ác. Nó hung hãn ở chỗ là khi nó dâu cơ thể của mình một con như vậy, nó đủ khả năng để tạo ra một ngàn copy khác nhau một con như vậy nó đẻ ra một ngàn con khác nhau thì một một con khác đẻ ra một ngàn con khác nhau có cái đẻ một ngàn con khác thì từ một ngàn con mới đẻ ra nó lại đẻ ra mỗi một con đẻ ra một ngàn con nữa phải giải thích rõ ràng vậy đó biết quý thế là nó sản sinh ra trong mũi trong cổ họng kể cả cho cả những người đã có chích ngừa rồi và chính vì vậy đứng dù là giãn cách xã hội vẫn có thể bị nhiễm như thường Thành ra bên cạnh giãn cách xã hội vẫn nên có khẩu trang. Đó là lý do tại sao mình cần có sự xuất hiện của khẩu trang trở lại. Rồi, bây giờ quý vị nghe cái tin là ông Tổng thống Joe Biden đề nghị. Đây là một trong những bước mà Tổng thống Joe Biden đề nghị để đẩy nhanh tốc độ chích ngừa trên toàn quốc. Thì quý vị có nghe ông có đề nghị vào ngày hôm qua là ngày thứ năm đó thì ông có nói rằng là tặng 100 đồng tiền cash dành cho những ai chịu đi chích ngừa Covid-19 tiểu bang, chính quyền địa phương làm cái chuyện này dùm cho tôi. Lấy tiền ở đâu? Tiền từ chương trình cứu nguy kinh tế được thông qua vào hồi tháng 3 vừa qua. Không phải cho những người đã chích ngừa trước, mà cho những người bây giờ chịu đi chích ngừa. Đúng, bất công. Trời ơi, tôi đi chích ngừa trước tôi không được gì hết. Mấy người bây giờ đi chích ngừa thì mới được trăm Đúng là bất công, nhưng đó là chuyện mình phải làm để khuyến khích càng nhiều người đi chích ngừa càng tốt. Rồi bây giờ quay sang với phần tin là tỷ lệ đi chích ngừa COVID-19 đang tăng. Tăng trở lại ở tốc độ cao nhất trong những tuần lễ vừa qua. Tăng bao nhiêu quý vị? Tăng 31%. Tăng 31% so với hai tuần lễ trước kia. Và nó tăng ở hầu hết tất cả các tiểu bang chứ không riêng dùng nào. Nhưng nó tăng mạnh hơn là ở những tiểu bang nào có bùng phát dịch bệnh. Nó tăng mạnh hơn ở những tiểu bang nào mà tỷ lệ chích ngừa rất là thấp đặc biệt ở những tiểu bang sau đây nè quý vị. Đây là những tiểu bang mà tỷ lệ chích ngừa rất là thấp và bây giờ đang ghi nhận số người đi chích ngừa tăng nhanh trong thời gian gần đây. Louisiana, Arkansas, Florida, Mississippi, Missouri, Alabama, Nevada, Oklahoma, Alaska và Georgia. Đó là tình vui chúng ta hy vọng càng có thêm nhiều người chích ngừa càng tốt. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại trên YouTube khi gọi chữ Hot News sẽ thanh tùng xem xong nhớ bấm nút like, kiểm trợ tinh thần, subscribe để lần sau mình xem tiếp và muốn bảo trợ tiết mục này trên TV thì gọi số uh, điện thoại trên màn hình. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị tiếp mục này vào tuần tới.